Quý vị biết không, đây là cái show đầu tiên của chúng ta sau cái mùa dịch rồng rã. Dạ thương 4 tháng trôi qua, chúng ta đã phải trải qua những điều vô cùng khủng khiếp và đau đớn. Thì quý vị biết không? Ê, nó nghe nè, mùa quay bên kia miệng bị thúi quá. Một cái gì? Lời chào nồng thắm từ bé Tư và Lupin. Xin mời bé Tư. Dấp quá, dấp. Giờ này đã tìm bé Tư rồi, đúng quý vị thì chú sẽ lời chào quý vị. Dạ hết. Hồi vô là bị chán vậy rồi. Nhiều. Và cái quý vị của quý vị cầm vé, lá vé. Hiện tại quý vị có giữ vé trên file. Có giữ vé trên file, tập trung vào màn hình. Tập trung vào màn hình, chuẩn bị dò số. Đó, chứ bây giờ không có tập trung trên sân khấu nữa. Số gì đi, cái số gì đi, số gì đi, cái số gì đi. Chị hát la nổi không? Xuân Thang à, Xuân Thang thôi. Xuân Thang thôi. Xuân Thang thôi. Xuân Thang tự giận đó. Sợ. Nắng ra đi, mây trôi lang thang cho hà buồn. Coi coi đốt đồng để làm người. Đó. Ôi trời ơi. Lẹ không tốt được, lẹ thì nó tới rồi. Mai kiếm cái đèn đi. Ok. Đồ đỏ quá trời. Đồ mày đâu vậy anh? Anh phải vô tự nhiên chơi. Vậy mà vô màn hình anh Nguyên lập lại cho. Anh ơi. Đó là lộ trọng kìa. Cái được anh. Trời ơi, hồi nãy tôi đọc phim của đội quần vậy đó. Nó hồi nãy tôi đọc phim khủng khiếp. Hỏi không được không á. Thụng không? Thụng không? Thụng. Môi không khỏi gì. Tại vì đi rung quá. Lâu làm lại bị rung. Thơm bài đầu với tao không? Thiệt, lâu lắm rồi, bây giờ mới làm rồi rung thiệt. Đúng không? Rung đừng làm nữa. Bữa nay mình chuẩn bị là mình diễn ở bên sân khấu nào vậy lộ. Mọi người coi online thì sẽ không biết. Hôm nay thì tại vì do tình hình dịch thì không có thể nào diễn online tại sân khấu của đoàn. Cho nên là đoàn phải thuê một cái studio ngoài của Vũ Studio đó mọi người. Để mà dựng một cái sân khấu online như vậy cho mọi người. Thì hy vọng là mọi người cũng sẽ ủng hộ. Và theo như anh Vũ dự kiến là mỗi tuần là một concept. Cho nên là mọi người ủng hộ thì tuần này nó khác thì tuần sau khác nữa. Đợt này chuẩn bị cho Loto Online lộ suy nghĩ như thế nào khi mà cũng dịch cũng sắp hết rồi thì mình lại mới làm á? Dạ thật sự thì do là bây giờ cũng lâu quá rồi, gần 5 tháng rồi không có được một hoạt động nào của đoàn cho quý khán giả của đoàn hết. Cho nên là Lộ quyết định là mình sẽ làm Loto Online trước để cho khán giả từ từ thích nghi lại. Rồi sau đó thì khi mà tụi em được diễn thì tụi em sẽ lên đèn lại bình thường. Chứ nếu mà mình đợi nữa thì chắc có lẽ cũng hơi lâu tại do tình hình dịch cũng hơi phức tạp. Thì nói về tình hình của các bạn trong đoàn thì là trưởng đoàn thì lộ thấy các bạn mùa dịch như vừa qua là như thế nào cuộc sống các bạn ấy? Cái điều vui nhất là em còn gặp lại những người rất là gặp lại đầy đủ ha. Tại vì bây giờ là tình ai cũng biết dịch bệnh mà mình cũng không có nói gì khác được. Nhưng mà có một cái đó là rất là vui vì các bạn cũng vượt qua được mùa dịch một cách rất là dễ dàng. Có một số thành viên là cũng hơi khó khăn giống như bé Tư thì thiếu ăn. Nhưng mà nói chung là tụi em cũng sắp xếp làm sao để cho trong nội bộ có thể ổn thỏa được. Cái gì bình thường á, khi mà mọi người quá lâu không gặp lại, mọi người có thể hỏi nhau và khỏe không anh đó, rồi sau cái trận dịch này gặp lại ủa còn sống hả? Cái câu hỏi đó là đúng không? Mà em nghe nói là anh Vũ hình như là anh chuẩn bị là tuần nào là set up cho chị là đúng rồi một cái kiểu một cái layout khác luôn.
chị biết thông tin mới chưa? Thông tin mới là sao? Có một cái tuần mà anh Vũ không xét gì luôn. Vậy hả? Là cái tuần anh Vũ không cho chị mướn nữa. Rồi xong luôn. Nói chung là duyên dáng mọi người. Ủa mà hello. Xin chào mọi người, đây là cái show đầu tiên Loto. Sau cái mùa dịch mà em được tham gia cho nên là em hồi hộp quá. Em sợ là em sẽ quên hết bài mất. Đừng sợ, tụi tao quên hết rồi. Ôi. Sao ôi trời, máu quá. Ủa. Điện nó xuống. Sao nó mất máy? Đang quay con chó ngái rồi, nó chứ phải. Cái gì vậy? Thì cái sức khỏe gì? Tất cả mọi gì vậy? Chờ lấy khả giá làm hết liền cái chuyện đấy. Thì cảm ơn đại sô của FPT ngày hôm nay. Ủa? Gì vậy? FPT là ngày mai má. FPT ngày mai là ngày hôm nay. FPT nữa. FPT nữa. Trời ơi, không chờ em thủ đó hồi đó hát là không quá. Chào mừng tất cả quý vị khán giả yêu thương của đoàn Lotus Sài Gòn Tết Thời đến với Lotus Online của đoàn Lotus Sài Gòn Tết Thời. Kính thưa quý vị, qua gần 5 tháng xa xôi cách trở không có gặp lại nhau, chị hơi dốc chút xíu quý vị thông cảm nha quý vị nha. Và bây giờ để biểu hiện tình cảm quý thắng quý chiến của chúng ta và quý vị đang coi màn hình live stream, cho em phím một đúng quý vị, bấm số 1 giùm em quý vị. Bấm số 1 giùm em để thấy được tình cảm của quý vị đó mà. Cho em số 1 quý vị, em đang coi màn hình live stream của quý vị luôn nha. Dạ, bấm giùm em số 1 đúng quý vị. Có ai thấy và nghe tiếng em nói bấm giùm em số 1 quý vị ơi. Trời ơi, lâu quá rồi mới nhìn được quý vị nè. Tại vì bây giờ nếu mà để cho quý vị cổ vũ cho em thì em cũng không có thấy được quý vị, cho nên quý vị bấm giùm em cái số 1 để em biết quý vị đang tương tác nha. Và nếu mà quý vị đã mua vé rồi đó thì cái phương án mà tương tác vậy nè, để chút xíu mà mình có may mắn trúng thưởng thì mình cũng comment đúng cái pháp luôn, kịp thời để game dừng lại và chúng ta nhận thưởng cái gì nha. Rồi bấm giùm em số 1 được mà. Mic nhỏ hơn nhạc, dạ cho nhạc nhỏ hơn mic chút xíu, dạ nhạc lớn quá, nhạc hơi lớn, dạ chị La Kim Quyền, dạ ok. Micro hơi nhỏ nha, và cho mic lớn chút xíu mà. Alo được hả? Alo, dạ nghe được chưa? Quý vị ơi, công an phường tới rồi quý vị, giờ đừng bắt lớn đâu quý vị ơi. Dạ, dạ em thấy số 1 từ My Nguyễn rồi. Xin chào My Nguyễn nha. Trong khi chờ tất cả quý vị khán giả đang xem online vào đông hơn nữa, thì ngay bây giờ quý vị ơi, ai mà có nghe được cái tiếng nói của em comment giùm em phím 1 đúng quý vị. Comment giùm em phím 1, số 1 đúng quý vị. Bấm số 1 liền tay quý vị. Hưng Lê nè, Nguyễn Hoàng nè, nhạc to quá. Dạ, vậy tắt nhạc luôn đi anh. Dạ. Sang Phong Linh Nguyễn nè, My Nguyễn nè. Hello mọi người nha. Mic nhỏ quá. Dạ. Chút rồi, được rồi, nó được rồi đó. Nghe được chưa? Được rồi đó, nhưng mà nó xíu nữa nó mới biết. Dạ, nghe được chưa? Dạ, quý vị đợi chút xíu nữa. Tại vì cái âm thanh nó truyền qua vệ tinh đó mọi người, biết bắn xuống cái máy của mình được. Rồi xong nó sẽ share cho cộng đồng mạng toàn quốc ta được biết ha. Rồi. Nhạc lớn quá, mic không nhỏ. Hả? Mic không nhỏ là sao? Nhạc lớn tiếng nhỏ chị ơi. Nhạc lớn so với tiếng mic chị ơi. Mic nhỏ quá không nghe chị ơi. 1111 Thịnh Nguyễn ok nè. Rồi. Đó, dạ ai nghe em rõ bấm giùm phím 1 đúng không vậy? Bấm giùm số 1 đúng không chị ơi? Ok nghe không? Chị La Kim Quyền nghe nè. Đó, người lớn tuổi nghe được là mình nghe được cái gì nha. Rồi nhạc nhỏ lại đi chị ơi. Dạ, gần tắt luôn rồi đúng không chị? Phím 1 ok chị La Kim Quyền nha. Rồi, cảm ơn quý Phật tử rất nhiều. Rồi, kính thưa quý vị, rồi bây giờ đạo tràng mình ổn định chưa? Dạ, bấm giùm em phía 1 đi ạ. Lê Duy Đức à, hello à. Đã lâu lắm rồi mà không có gặp. Dấp tùm lum tà la hết trơn quý vị ơi. Rồi, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ để góp vui trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng chờ đón những thành viên hết sức xinh đẹp và hoài nách. Và ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ người đẹp Huy Thanh Chân Lậu đúng quý vị. Không ra hả? Ra đi. Dạ cho em nhạc chào á anh, nhạc chào mừng đó. Dạ, dạ mừng không? Đó, đừng có giơ cái tay lên thúi á. Rồi, được rồi. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón người đẹp nặng ký nhất của đoàn Lotus Sài Gòn Tết Thời, bé Tư thưa quý vị. Ngay bây giờ một trong những cô gái mỏng manh nhất đoàn bây giờ, Lumi thưa quý vị. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe lời chào của tất cả các diễn viên sẽ tham dự show trong tối hôm nay rồi đến tất cả quý vị nha. Xin mời Vân. Kính thưa quý vị khán giả, dạ lần đầu tiên em mừng quá chị ơi. Quý vị biết không, đây là cái show đầu tiên
của chúng ta sau cái mùa dịch rồng rã. Và thương 4 tháng trôi qua, chúng ta đã phải trải qua những điều vô cùng khủng khiếp và đau đớn. Thì quý vị biết không? Ê, nó nghe nè, mày quay cái miệng mày thúi quá. Chào tiếp đây. Dạ. Thì đó, em chỉ muốn nói em gửi cái tấm chân tình của em đến với quý vị và đến với tất cả mọi người ở đây. Dạ, em xin hết. Đợi hơn em rồi, mời Thế Từ. Ủa, cái gì vậy vậy? Miếng. Rồi, đi. Quá đáng dễ sợ. Con này. Dạ, lời đã nói tiên. Chào quý vị. Dạ chào, dạ hết rồi. Dạ hết rồi. Hôm nay nó mày dài, nó mày chăn ngắn ngủn vậy mấy má. Rồi, cái thưa quý vị, và cái bây giờ chúng ta sẽ thông qua thể lệ cuộc chơi trước nha. Và không biết là bây giờ âm thanh quý vị nghe có rõ không quý vị ơi? Và quý vị có nghe rõ không? Nếu quý vị nghe không rõ, quý vị comment dùm cho em quý vị ha. Kính thưa quý vị, và để tham gia Lotto Show của đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thời mà vòng loại đặc biệt online đó, với sản phẩm rất là lớn, quý vị thân mến. Đau! Mừng cái gì? Bà này nó mừng mà nó quýnh luôn cho con đó vậy. Khán giả mừng lâu ngày mới gặp. Mày được diễn bữa nay thôi, ngày mai khỏi diễn. Rồi quý vị ơi, dạ, ngay bây giờ sẽ là thể lệ cuộc chơi. Nếu mà quý vị đã mua vé rồi qua bay của đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thời đó, thì quý vị sẽ nhận được file vé. Thì chúng ta, một là chúng ta sẽ in ra. Bà con ở xa có hỏi Lộ là nếu mà không in ra được có ghi ra được không? Dạ cũng được luôn, miễn sao mình đối chiếu được là được ha. Hoặc là quý vị có thêm một cái điện thoại hoặc một cái iPad, thì chúng ta sẽ dùng cái phần mềm chỉnh sửa hình đó để chúng ta sẽ bắt đầu thích note lên những con số mà đoàn sẽ kêu. Thì nếu mà quý vị đi vô sau vô trễ đó mà không có coi được từ đầu á, thì ở trên cái màn hình livestream sẽ có hiển thị những con số đó và từng vòng loại luôn. Ở vòng loại nào quý vị dò đúng vòng loại đó thì trong giờ livestream thì cái giải thưởng trao cho quý vị mới hợp lệ quý vị nha. Và quý vị thân mến, khi quý vị may mắn trúng thưởng thì quý vị nhớ giùm em là comment theo đúng cú pháp nha. Phải đúng cú pháp, tại vì sẽ có nhiều khán giả họ không có mua vé nhưng mà họ comment để trêu ghẹo gì đó thì nó dễ gây nhầm lẫn cho mọi người, cho nên mọi người sẽ comment đúng cú pháp là kinh thì kèm theo là 4 con số may mắn trúng thưởng, có nghĩa là dãy số may mắn trúng thưởng quý vị. Tiếp theo đó là mã số vé trên góc phải vé của quý vị nha. Ví dụ chúng ta có số thứ tự vé là 0001 hoặc là tới 0005 hay là bao nhiêu đó, thì mỗi người sẽ có một mã số riêng. Quý vị comment đúng cú pháp dùng cho em nha quý vị nha. Sau đó chụp cái vé, chụp vé inbox cho đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thời để đối chiếu lại một lần nữa. Lotto Online Sài Gòn Tân Thời sắp mở lại nha mọi người. Bữa nay là buổi diễn đầu tiên. Bé Tư đang thử mic. Mày đi thấy chưa? 4 tháng không đi hát quay trở lại còn mấy gì đây nè. Còn nhớ vậy. Mấy quá. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Bao qua bao xe, qua xe, chốt qua chốt, đi qua đi. Đời dương khiến tình yêu còn có. Con số 1 và con số 1, con số 1 và số gì đây, số gì đây. Số gì đây. Số gì đi ra mất hơi. Ơi, bốn tháng rồi đi đường cũng chống đối lên. Alo. Ngày quá ngày nhiều tình ngóng trông, yêu làm chi cho cô đang thiệt miên. Tình là gì người ai nói đi, nói ra đây cho bờ cơm sầu lây. 37 quá mới trở lại ngày cảm xúc mọi người. Chào mọi người. 4 tháng rồi mới thấy cái máy quay. 4 tháng rồi. Cái này là camera hả anh? 4 tháng rồi mới thấy. Đó mọi người thấy không? 4 tháng qua em ở đâu như thế nào? Chia sẻ với mọi người không? Thật sự 4 tháng qua em sống chui sống nhủi. Em trốn trong phòng của em không à quý vị. Thiệt, sau cái mùa dịch này thật sự luôn. Mọi người biết gì không? Nó là trong khoảng thời gian dịch đó thì em lên 5kg. Nhưng mà sau khi hết dịch thì em xuống 3kg. Lại tính ra em xuống còn... em lên.
Hình như còn 2kg mà không biết âm hay dương đó. Hình như em dương được 2kg đúng không? Quá mọi người thì sự trở lại làm việc vui quá. Có nhớ mọi người không? Có nhớ khán giả không? Luôn nhớ khán giả, nhớ tất cả mọi người. Nó đẹp, vui quá. Mà trở lại diễn rồi diễn trong studio không được diễn ngoài. Mọi người thì toàn áo cưới không mà có cái nào mà mặc vừa chưa? Nhớ không khí khán giả không à. Ở đây là cái studio áo cưới đúng không? Bé Tư nè, coi nè áo cưới dạ, không? Quá trời luôn. Tí đó em lên đây sớm lắm. Em lên từ hồi 2 giờ chiều á. Bé Tư đang mặc là cái áo cưới luôn nha mọi người. Em áo ướm, này áo cô dâu ướm. Đó. Thật sự ra là em ướm coi có cái áo cưới này nó vừa mình không. Em lên từ 2 giờ chiều em ướm tới 4 giờ chiều không có, cô em lấy áo bà ngoại em mặc luôn. Bà ngoại có chị bự quá vậy. Ờ, ngoại chị bự lắm. Chị thì bé Tư giống ngoài mà. Nên tốt. Lumi nè, chia sẻ với mọi người chút xíu đi, trở lại làm sao? Có cảm giác làm sao? Lần này trở lại rất là hồi hộp luôn nha mọi người. Hello mọi người, em là Lumi đây mọi người ơi. Thì sau 4-5 tháng dịch gồng gã thì hôm nay hôm nay tụi em đã có cơ hội trở về lại với khán giả rồi. Thì ngày hôm nay là ngày Lotto Online đầu tiên. Thì rất mong những thời gian sắp tới mọi người sẽ càng ủng hộ cho tụi em tiếp nữa nha mọi người ơi. Hát nãy giờ có echo. Có chu đi tập, cái chu đang lập. Rồi bạn hát lại coi có echo chưa, tỉnh echo. Nếu rồi thì mở đầu vô anh cho em một cái dạo đầu để bắt đầu ha. Mở đây nếu mà ví dụ giờ này bắt đầu do số. Mấy chị đi mấy chị đây, mấy chị đây ra mấy chị đi mấy chị đây. Ngoài thì phương nhỏ tung vui mồ mến mơ. Nhân lâm tâm cung lên. Rồi tất cả chuẩn bị cho mình 360 con số. Bây giờ xin mời đẹp luôn đi. Hãy nào bước thì con số đầu tiên. Số gì đây là số gì đây là số gì đây số gì đây là số gì đây số gì đây số gì đây đó mỗi lần tụi em lướt gì đó là ngưng nhạc lại dùm tụi em để tụi em có hò có này cái kia cái nọ rồi xong rồi lại vừa ra số mà lên lại ví dụ như đang nói chuyện đêm gì ha và 23 rồi lên lại nhạc liền. Số gì đây tại vì 4 tháng không nhớ bài tụi em sẽ quăng miếng bất nhìn. Hey, cho lông cánh cái ta để ta phong cá lộc đồng sao? Cho bông cá mũ cá sú hồng sao? Tấn bùng hai sao? Nhào vô bà con ta cùng tấn lúc sông Sài Gòn. Mười năm đồng mua hơn một thúng cá sao đi đem về nhà. Sóc sóc ở dưới lên coi cá lồng đạn sao? Cho lông cá mũ cá sú hồng sao? Tấn bùng ba sao? Nhào vô bà con ta cùng tấn lúc sông Sài Gòn. Ok à. Công này nè, trong công này được nè. Bao lời thì nói sao biết nói gì cho hết ớn đau. Ôi tôi hồng thân vần ca nhang, thân hồng nhang mai đâu chàng hồng. Ôi đời đắng cay muốn nhục. Bao tháng ngày em đã cấm bước ra đi quyết không chung lòng với phương mà ta thắng mấy 40 năm. Ok anh nghe được. Trường thì xin. Hello mọi người. Hết vé rồi và bây giờ chúng ta chuẩn bị chơi thôi. Bây giờ để coi cái livestream cái đã coi nó ổn định không đã. Mình bây giờ là hậu trường show đầu tiên nha mọi người. Trên bài hay YouTube Nguyên. Anh nó sẽ có hai chế độ, một cái là eco, một cái là không eco. Rồi alo được rồi. Alo, alo. Cái đó có eco rồi đó. Alo, alo. Rồi cái nào không echo? Không echo à, chỉ nhấn lúc đỏ thôi à. Ngay chỗ tím á, chỗ lúc tím á, cần gạt tím á, ở trên có lúc đỏ trên.